kênh Chim Cảnh Tây Nguyên. Xin chào tất cả các bác cùng toàn thể các anh em nghệ nhân chơi chim nha. Thì hôm nay em lại về được một cặp da bò đỏ nguyên con, cặp non nha các bác. Đây, đó, con non này các bác. Một con đấy, con đây nữa này. Đấy các bác nha. Đây, cho các bác xem này, bộ ngực của nó này. Đó, ngực đỏ chưa các bác. Nó đang còn non nhá. Đó. Đây các bác nha. Đó. Đây nha. Còn con kia nữa, đây, con này nữa. Đấy, một cặp ổ này được có hai con này các bác. Đây các bác nhé, ổ này được có hai con, hàng da bò đỏ luôn. Hàng này của nhà một anh nuôi sinh sản á. Nó lớn rồi, giờ bắt ra để bán các bác. Đó. Cặp này thì em phải nuôi đến lớn thì em mới bán được các bác nha. Con này là con đầu này, đó. Còn con kia là con non hơn. Đó. Con này là vẫn còn lông đầu vẫn còn chưa mọc hết này. Hàng da bò đỏ nguyên con các bác nha. Đây các bác nhìn thấy không, lông ngực của nó đã rất là đỏ, nó vẫn còn non nha các bác nha. Khi mà nó đã lớn lên, nó trưởng thành là nó thay bộ lông của nó sang một màu đỏ rất là đẹp. Hiện tại thì đang là màu đen các bác nha. Hiện tại nó vẫn chưa được đỏ cho hẳn. Đấy các bác. Đấy, màu của nó đây các bác nha. Bố mẹ nó rất là đỏ luôn. Đây một cặp này thì được có hai con thôi. Con này con đầu tiên này, con này con thứ hai đây này. Cặp này ổ này được có hai con này các bác ạ. Đó. Các bác nhìn thấy nó đỏ không? Đấy. Đó. Đó đấy. Hai anh em mày nói đấy, ổ hai con, hai được có hai con, ổ này được có hai con. Đó các bác nha, cặp này thì em phải nuôi cho đến lúc nó lớn rồi em mới bán được các bác, chứ em chưa bán ngay, em còn phải chăm cho nó lớn thì em mới bán. Đó. Em mới lấy về. Và hôm nữa em sẽ về thêm được ít một ổ hoa mi non nha các bác nha. Rồi, xin chào tất cả các bác nha.